phone. Đây dừng chân ở ngay chỗ dừng chân, chạm dừng chân, như bằng chạm dừng chân. Đã chạy được 2 tiếng đồng hồ rồi. Stockholm cách giới sẽ khoảng 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi. Ăn thua mình chạy nhanh hay chậm. Bây giờ dừng chân ở đây cho tụi nó đi tiểu, mua chút xíu kẹo đồ này nọ ha. Cả chân hả? Cameraman này uống cà phê chút xíu rồi mọi người vô trước đi. Cái chỗ cây xăng, chỗ dừng chân này á, là một cái độc đáo á, là ở đây nó có cái tiệm kẹo và nhà hàng. Nó nằm trên cái cầu bắc qua cao tốc E4 ở tỉnh em, đi thẳng tới Stockholm thủ đô luôn. Từ chỗ này cách thủ đô khoảng chừng tiếng nữa là xong rồi cả nhà. Giờ mình vô đây xem có gì trong đây ha. Rồi bắt đầu trong đây là có tiệm cà phê, có toilet, và tất nhiên là có tiệm kẹo. Mấy đứa nhỏ trong vô tiệm kẹo rồi. Cả nhà thấy cao tốc không? Hôm nay trời khá đẹp nha. Hôm nay với ngày mai không có mưa nên tụi em đi thủ đô chơi dài ngày, mưa trở về nhà. Đó, tiệm kẹo nữa. Ở bên kia là cái nhà hàng. Đó, cả nhà thấy cao tốc không? Đó, chụp tấm hình ở đây cũng đẹp nữa nè. Hôm trước cũng có chụp ở đây nữa. Rồi, lại tốn tiền mua kẹo nữa rồi. Rồi, đi lại bàn luôn. Đi lại bàn khai báo, kẹo gì, kẹo gì. Hồi mỗi, mấy nay chú còn thấy con bóp có bóp mà sao có bóp không đâu. Nó đâu? Khai báo hải quan. Cái này Pichelin kẹo. Kẹo, trời ơi, mua viên cây này luôn, đã gì á. Đi có toilet cho mọi người xem chơi cho vui nha. Chào chào, dừng chân nó như vậy nè cái nhà, sạch sẽ ha, có đầy đủ xà bông giấy. Đây cũng có đồ chơi nữa, cả nhà thấy không? Rồi mua cái kẹo đầy đủ rồi phải không? Rồi tụi em lên xe đi tiếp cả nhà ơi, tiếng nữa tới Stockholm nha, thủ đô của Thụy Điển nha cả nhà. Rồi tới Stockholm rồi cả nhà ơi. Bên kia kìa, bên kia là cái chỗ kêu là Glue Bể, cái tiền tròn á, giống như Japan Golf á. Chỗ đó người ta cũng có hát ca nhạc, chơi đánh đi sóc kỳ rồi nọ, lớn lắm nhỏ. Stockholm đẹp về cái gì? Nhiều tòa nhà cổ xưa, sông nước cầu nhiều. Đây là cái nhà chính quyền của Thụy Điển nha. Để cho anh Caramel. Nhiều nhà chính quyền lắm ở đây. Nói chuyện. Ồ, cái lâu đài ở trên trời đẹp ghê chưa. Ba cái vương miện. Ở đây nhìn cũng đẹp lắm nè. Quá tuyệt vời. Bây giờ mình đang chạy vô trung tâm thành phố mơ ước của tôi. Rồi, cả nhà em bắt đầu bằng ăn trưa nha cả nhà. Chạy lên Stockholm đói hết trơn rồi. Rồi ăn đây ngon không? Ăn từ nha mấy đứa. Rồi, mình quay chút xíu quan cảnh đồ ăn cho cả nhà xem ha. Buffet ở đây, cái nạp như cái đó thôi. Đủ kiểu sushi. Đây là salad, kim chi salad, mấy cái đồ ăn sushi, bắp, giá, dưa leo, cà chua, đậu, rồi đầy đủ trái cây ha cả nhà ha, trái cây, bánh,
chua chiên, chua đường. Ở đây là mình có súp ha, súp của Nhật, cháo, tàu hủ, gà kiểu Thái, sườn chua ngọt, thịt bằm, cơm năng bột, quay, cơm, cơm chiên. Đây có mì xào, cá, thịt, cua, cua lăn bột ha. Đó, đồ ăn trên nó đấy rồi nè, kim chi, salad, sushi các loại. Thôi cái dĩa camera nè, thường cắt lòi salad nè, cái dĩa sushi của bà nè. Rồi giới thiệu đây, cái này cá chiên à, chả cá chiên, chả cá chiên, này thịt nướng này, cua giả chiên nè, phải không? Mở cua được rồi, cua giả tải rồi, mở rồi. Ừ, đúng rồi, crab fish này, cá hồi nè, cá hồi hướng này, thịt bò xào nè, tàu hủ, tàu hủ phi nè, tàu có mấy người hoa, sốt cà chua, cơm chiên nè, này mì xào, còn này salad nha mọi người. Salad đó là củ hành, củ hành với nấm, với đậu, đậu que, kim chi, rồi này là sushi cắt lòi, nó cắt lòi đi, rồi thử đi. Rồi, em mời cả nhà cùng ăn với gia đình tụi em nha. Rồi, ăn no đây nha, rồi đi chơi. Sắm sắm có cháo ăn nữa kìa. Sắm sắm ăn cháo rồi, sắm sắm. Rồi, cái đám nhà lá, đám nhà lá. Đánh nhà lá nhà quê này đi sóc không chơi phút đô chơi hả? Thì nó bậy quá hay đau. Ở đây ai dưới quê lên thằng này chơi. Rồi đi xem đường phố. Đây là con đường mua sắm của Stockholm nha cả nhà. Quay từng đoạn cho cả nhà xem. Stockholm nó lớn lắm, không có quay hết được đâu. Đó, đông quá mọi người ơi. Từng này từng mùa hè mà người ta đi chơi mà. Đường phố Stockholm ha cả nhà nha. Nè, chỗ này là Gia Thành đứng chờ một xíu. Xe lửa à, xe lửa điện nha. Hey 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 hey. Đây gái có quán trưởng đây nè Ngọc. Thằng thằng kia cũng được, thằng kia cũng được. Thằng kia. Thằng kia. Trời ơi, thằng kia lạ, thằng kia. Biết không? Nóng quảng trường đây cái nè, để tôi giải thích cho quảng trường trên chỗ này cho mọi người coi nè, nghe nè. Cái quảng trường này á là mỗi lần mà nếu có cái lễ gì đặc biệt á, giống như nước thi điển mà thắng huy chương bạc, huy chương đồng, huy chương vàng đá banh hay là bóng rổ gì đó, người ta ra đây người ta sẽ tụ tập và ăn mừng. Nhưng mà quảng trường này bữa tối cũng phức tạp lắm nha cả nhà ha. Có mấy tay anh chị cũng bữa tối ra quảng trường ở đây bàn bạc chuyện chính trị. Giờ quá trời tiệm tùng luôn kìa. Rồi bây giờ mình đi
xuống dưới cái gầm không anh? À, cái hầm dưới đây cũng nhiều tiệm lắm. Từ cái hầm này nó sẽ đi ra rất là nhiều tiệm tùng, xong rồi ra tới chỗ chỗ lâu đài với nhà chính quyền. Mình đang ở dưới hầm với nước hay là cả nhà ha. Rồi đi thẳng ra luôn. Tám nhà lá là thủ đô chơi ha. Thôi cho mấy em vô chơi xem đồ chơi chút xíu ha. Wow, con gấu bự cho. Rồi từ trong tiệm đi ra thủ đô phải nhà lầu nhà cao tiệm nhà Encore đi là hướng này nè. Cái tiệm Encore này nổi tiếng lắm đó nha. Đó, trong đây là Encore, Encore là hàng hiệu không đấy nha. Đây là này. T-shirt là hạ giá rồi nha mọi người. Hạ giá 60% rồi mà còn 160 đô. Gần 3 triệu à. Để cuối chứ để mấy tiền cắt. Kiến này là 13 triệu, 13 triệu mà bây giờ hạ 40%, 2.000 còn khoảng 8 triệu. I will sit down later. We are for dessert. Rồi tham quan Encore ha cả nhà ha. Encore tiệm hàng hiệu đó, mình chán chưa, rớ vô là phỏng tay. Ê, ở nãy sửa lại nha. Lúc trước là ở đây là thảm cỏ á. Lúc trước ở đây là thường tổ chức hội chợ ăn uống á. Thôi đi trên đi hả? À xuống có đường xuống à, có đường xuống. Có người tắm kìa. Đi đâu? Đi. Mắm đâu á? Đi đâu? Đi. Dương xin mà. Cái chân có em, xong rồi có đi.
ỉ. Rồi mà ông bà cô chú các anh các chị uống bia với em nha. Người ta ra thủ đô người ta uống bia uống rượu, rượu vang đồ nọ. Bà này qua đây ngồi ngoài đường ngoài xá uống trà đá, trời đảo quá vậy. Nói chứ mùa nóng gì mà uống trà đá là bao phê luôn nha mọi người, bao phê. Bà này dạo này ghiền trà đá rồi, đi đâu chơi cũng ăn trà đá theo hết trơn đó. Uống nước ngọt chịu không có nổi luôn, uống trà đá chịu mới nổi. Ai con Arame này uống cà phê, thèm cà phê thôi à, nó không có rượu chè nhậu nhẹt gì đâu. À, hãy dừng sóc cơm nó phải ngồi phơi nắng nè, tắm nắng nè, ngồi chơi vậy thôi đó nè. Cả nhà có cái đám nhà lá này nè, cái đám nhà lá này nó lên thủ đô nó quậy tới bến luôn. Ông già cũng uống tắm luôn rồi mất cười. Ủa, ông... Ai có xà bông không? Cho ông miếng xà bông luôn đi.